khi tôi đang đứng quay phim ghi hình cuộc đàn áp của công an và chính quyền đối với dân Hoang Dương Nội Lực Tiếp Đất thì tôi bị công an bắt giữ. Khi bắt tôi, công an đã đánh tôi gây thương tích, nhét rẻ vào mồm tôi làm tôi bị ngất. Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang ở đồn công an quận Hà Đông. Từ đó đến nay sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi thấy việc chúng nó bắt giam tôi và nhiều người dân Dương Nội để nhằm mục đích cướp đất đó thực sự là một tội ác. Chỉ vì những món lợi nhuận khổng lồ từ việc thu hồi đất mà chúng nó đã bất chấp luật pháp, bất chấp tình yêu thương đồng loại để thực hiện những việc làm mà trời không dung, đất không tha. Biết bao nhiêu cánh đồng lúa đang xanh tốt của nông dân Dương Nội đã bị chìm dưới bánh xích của máy xúc máy hủi. Biết bao nhiêu người mộ bị hủy phá xương cốt trắng đồng. Biết bao nhiêu người dân Dương Nội đã bị công an đàn áp đánh đập dã man. Biết bao nhiêu người nông dân không chuyển đổi được nghề nghiệp đã bị đẩy vào cảnh cung quấn thất nghiệp đói nghèo. Sống không có đất mà làm, chết không có đất mà tròn. Biết bao nhiêu người dân vô tội bị đẩy vào vòng lao lý. Đó là những tội ác tày trời của bọn quan tham đã gây ra cho dân Hoang Dương Nội trong suốt gần 10 năm qua. Nhưng có một điều mà chúng nó tính không ra, chúng nó không thể lường trước được. Đó chính là kẻ gieo gió ắt sẽ phải gặt bão. Chúng nó càng gây ra nhiều tội ác, chúng ta càng đàn áp, chúng ta càng triệt đường sống của chúng ta bao nhiêu. Thì chính chúng nó đã thúc đẩy lòng căm thù và ngọn lửa đấu tranh để người dân vùng lên chống lại chúng nó bấy nhiêu. Bằng chứng là kể từ khi tôi và nhiều người dân Dương Nội bị bắt giữ cho đến nay, phong trào đấu tranh dưới đất đòi quyền sống của nông dân Dương Nội không hề giảm sút mà ngày càng quyết liệt hơn. Còn đối với tôi, tuy rằng chúng nó đã giam giữ tôi trong suốt 15 tháng qua, nhưng chúng nó cũng chỉ có thể giam giữ được thể xác của tôi. Còn tinh thần và ý chí đấu tranh của tôi thì chúng nó không thể nào giam cầm được. Hàng ngày, hàng giờ, ngọn lửa đấu tranh trong tôi vẫn vượt qua song sắt nhà tù để hướng về phong trào đấu tranh của bà con ở bên ngoài. Kể từ khi tôi bị bắt cho đến nay, gia đình tôi cùng toàn thể bà con vừa đấu tranh giữ đất, vừa đấu tranh đòi trả tự do cho tôi và những người dân Dương Nội, vừa chăm lo cuộc sống cho tôi ở trong tù. Những chuyến đi thăm, những món quà, những tình cảm thấm đẫm tình yêu thương cho quận chặt đấy tôi trong suốt thời gian tôi ở tù, đó chính là nguồn động viên to lớn, là động lực để cho tôi vượt qua được những khó khăn khắc nghiệt của nhà tù. Để hôm nay tôi được trở về với gia đình và bà con, tôi xin cảm ơn gia đình, xin cảm ơn tất cả bà con. Kính thưa toàn thể bà con, với khát vọng được sống, được làm giàu, được phát triển trên chính mảnh đất của quê hương, nên bà con trong đoàn dân phường Dương Nội chúng tôi đã có một quyết tâm rất lớn, đã dồn hết tâm trí sức lực để bảo vệ mảnh đất cha ông, để cho con cháu được muôn đời no ấm. Để bà con trong đoàn dưới đất phường Dương Nội có được sự quyết tâm và vững vàng như ngày hôm nay là chúng tôi được sự giúp đỡ của các nhân sĩ trí thức, của tất cả bà con dân Hoang trên khắp mọi miền tổ quốc và của những người có lương tri trong và ngoài nước đã hướng về Dương Nội chúng tôi trong lúc chúng tôi gặp khó khăn nhất để chia sẻ, để giúp đỡ kể cả tinh thần lẫn vật chất, tiếp sức cho dân Dương Nội chúng tôi đấu tranh giữ đất đến cùng. Trong buổi đoàn tụ hôm nay, thay mặt gia đình và bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội, tôi xin chân thành cảm ơn các nhân sĩ trí thức, xin cảm ơn tất cả bà con dân Hoang trên khắp mọi miền tổ quốc và xin cảm ơn những người có lương tri trong và ngoài nước đã dành cho gia đình tôi và bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội sự quan tâm to lớn, giúp cho gia đình tôi và bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội có được niềm tin vào một tương lai tươi sáng và một thắng lợi đang đến gần để chúng tôi được vững vàng hơn trong sóng gió trong suốt thời gian vừa qua. Tôi xin được tri ân và cảm tạ những tấm lòng vàng của tất cả các quý vị cùng toàn thể bà con. Rất mong bà con xa gần hãy quan tâm hơn nữa đến bà con Dương Nội chúng tôi trong thời gian sắp tới. Và mong rằng tất cả dân Hoang trên toàn đất nước Việt Nam hãy quy tụ về một mối, hãy nối vòng tay lớn để chúng ta có đủ sức mạnh để tiêu diệt hết bọn quan tham vô lại, tiêu diệt hết bọn kẻ cướp có tổ chức, để nhân dân chúng ta không còn phải chịu cảnh bất công oan trái, không còn phải chịu cảnh thất nghiệp đói nghèo. Cuối cùng, tôi xin kính chúc gia đình cùng toàn thể bà con mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho công cuộc
đấu tranh đòi quyền sống, đòi công bằng xã hội của chúng ta sớm được thành công và thắng lợi. Tôi xin được chúc mừng. Vậy mà đi, vậy mà đi ơi đồng bào ơi. Dậy mà đi ơi đồng bào ơi, đồng bào lắm 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 nhà, bao nhiêu năm qua tôi thật sung xa nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua tôi đã sống không nhà. Để chúng ta có đủ sức mạnh để tiêu diệt hết bọn quan tham vô lại, tiêu diệt hết bọn
để nhân dân chúng ta không còn phải chịu cảnh bất công oan trái, không còn phải chịu cảnh thất nghiệp đói nghèo. Cuối cùng tôi xin kính chúc gia đình cùng toàn thể bà con mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc cho công cuộc đấu tranh đòi quyền sống, đòi công bằng xã hội của chúng ta sớm được thành công và thắng lợi. Tôi xin chân thành. Vậy mà đi, vậy mà đi ơi đồng bào ơi. Ai nhìn năm không hề chiến bại, ai linh hồn không khốn một lần. Vậy mà đi, vậy mà đi. Dậy mà đi ơi đồng bào ơi, bao nhiêu lao dân sống con nhà, bao nhiêu năm qua dân dân sống xa nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà. Dậy mà đi ơi đồng bào ơi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Được những khó khăn khắc nghiệt của nhà tù, để hôm nay tôi được trở về với gia đình và bà con. Tôi xin cảm ơn gia đình, xin cảm ơn tất cả bà con. Kính thưa toàn thể bà con, với khát vọng được sống, được làm giàu, được phát triển trên chính mảnh đất của quê hương, nên bà con trong đoàn rất thường dương nội chúng tôi đã có một quyết tâm rất lớn, đã dồn hết tâm trí sức lực để bảo vệ mảnh đất cha ông, để cho con cháu được muôn đời no ấm. Để bà con trong đoàn dưới đất thường dương nội có được sự quyết tâm và vững vàng như ngày hôm nay là chúng tôi được sự giúp đỡ của các nhân sĩ trí thức, của tất cả bà con dân Loan trên khắp mọi miền tổ quốc và của những người có lương tri trong và ngoài nước đã hướng về dương nội chúng tôi trong lúc chúng tôi gặp khó khăn nhất, để chia sẻ, để giúp đỡ kể cả tinh thần lẫn vật chất, tiếp sức cho dân dương nội chúng tôi đấu tranh giữ đất đến cùng. Trong buổi đoàn tụ hôm nay, thay mặt gia đình và bà con trong đoàn giữ đất phường dương nội, tôi xin chân thành cảm ơn các nhân sĩ trí thức, xin cảm ơn tất cả bà con dân Loan trên khắp mọi miền tổ quốc và xin cảm ơn những người có lương tri trong và ngoài nước đã dành cho gia đình tôi và bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội sự quan tâm to lớn, giúp cho gia đình tôi và bà con trong đoàn giữ đất phường Dương Nội có được niềm tin vào một tương lai tươi sáng và một thắng lợi đang đến gần, để chúng tôi được vững vàng hơn trong sóng gió trong suốt thời gian vừa qua. Tôi xin được tri ân và cảm tạ những tấm lòng vàng của tất cả các quý vị cùng toàn thể bà con. Rất mong bà con xa gần hãy quan tâm hơn nữa đến bà con Dương Nội chúng tôi trong thời gian sắp tới, và mong rằng tất cả dân Loan trên toàn biết bán những người dân vô tội bị đẩy vào vòng lao lý. Đó là những tội ác tày trời của bọn quan tham đã gây ra cho dân Loan Dương Nội trong suốt gần 10 năm qua. Nhưng có một điều mà chúng nó tính không ra, chúng ta không thể lường trước được, đó chính là kẻ gieo gió ắt sẽ phải gặt bão. Chúng nó càng gây ra nhiều tội ác, chúng ta càng đàn áp, chúng ta càng triệt đường sống của chúng ta bao nhiêu, thì chính chúng nó đã thúc đẩy lòng căm thù và ngọn lửa đấu tranh để người dân vùng lên chống lại chúng nó bấy nhiêu. Bằng chứng là kể từ khi tôi và nhiều người dân Dương Nội bị bắt giữ cho đến nay, phong trào đấu tranh dưới đất đòi quyền sống của nông dân Dương Nội không hề giảm sút và ngày càng quyết liệt hơn. Còn đối với tôi, rằng chúng nó đã giam giữ tôi trong suốt 15 tháng qua, nhưng chúng nó cũng chỉ có thể giam giữ được thể xác của tôi, còn tinh thần và ý chí đấu tranh của tôi thì chúng nó không thể nào giam cầm được. Hàng ngày, hàng giờ, ngọn lửa đấu tranh trong tôi vẫn vượt qua song sắt nhà tù để hướng về phong trào đấu tranh của bà con ở bên ngoài. Kể từ khi tôi bị bắt cho đến nay, gia đình tôi cùng toàn thể bà con vừa đấu tranh giữ đất, vừa đấu tranh đòi trả tự do cho tôi và những người dân Dương Nội, vừa chăm lo cuộc sống cho tôi ở trong tù. Những chuyến đi thăm, những món quà, những tình cảm thấm đẫm tình yêu thương cho quận chặt lấy tôi trong suốt thời gian tôi ở tù, đó chính là nguồn động viên to lớn, là động lực để cho tôi vượt qua.
vào vòng tù tội oan sai. Ngày 25 tháng 4 năm 2014, khi tôi đang đứng quay phim ghi hình cuộc đàn áp của công an và chính quyền đối với dân Oan Dương Nội để cướp đất, thì tôi bị công an bắt giữ. Khi bắt tôi, công an đã đánh tôi gây thương tích, nhét rẻ vào mồm tôi làm tôi bị ngất. Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang ở đồn công an quận Hà Đông. Từ đó đến nay, sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi thấy việc chúng nó bắt giam tôi và nhiều người dân Dương Nội để nhằm mục đích cướp đất đó thực sự là một tội ác. Chỉ vì những món lợi nhuận khổng lồ từ việc thu hồi đất mà chúng nó đã bất chấp luật pháp, bất chấp tình yêu thương đồng loại để thực hiện những việc làm mà trời không dung, đất không tha. Biết bao nhiêu cánh đồng lúa đang xanh tốt của nông dân Dương Nội đã bị chìm dưới bánh xích của máy xúc máy ủi. Biết bao nhiêu ngôi mộ bị ủi phá xương cốt trắng đồng. Biết bao nhiêu người dân Dương Nội đã bị công an đàn áp đánh đập dã man. Biết bao nhiêu người nông dân không chuyển đổi được nghề nghiệp đã bị đẩy vào cảnh cung quấn thất nghiệp đói nghèo, sống không có đất mà làm, chết không có đất mà chôn. Hãy thôn nông thôn một lần, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Đừng nhớ nữa em chỉ mong nay, dậy mà đi sông núi đang chờ. Chúng nó phải lên đến hàng nghìn tên.